Này hôm nay mưa thằng Hưng đi bo tiếp rồi nè. Sao bát nó xong hả? Vậy là 6 bát nữa mới xong hả? 6 bát. Vậy này 3 bát là cộng là 9 bát hả? Này đất dưới cũng thấy cũng ráo hay gì mà cũ cũng sạch trơn nha. Này 05. Bo bữa nay bo nhiều hơn. 100 hay 101? 100 thôi. À. Là xài gần gì cũng giá một phải không? Ủa nghe nói mới lấy chiếc Ford Sierra màu xanh ha. Đấu đầu rồi luôn hả? À. Ủa hôm ngày trước đó cũng đi cày sới luôn hả? Có cày. À, có lấy 29 gì chưa cày sới không? À. Bữa nào cày sới hú anh. À. À tám mẫu đó hả? À quá đổ nổi gì đâu.